là người chia sẻ top 1 về hạng mục doanh số ngày hôm nay. Một chút đã, Vân sẽ chia sẻ về một cái chuyên đề là doanh số đến từ đâu, đúng không ạ? Đầu tiên ạ, Vân xin giới thiệu donate về bản thân một chút ạ. Vân thì tên đầy đủ là Nghiêm Thị Bích Vân ạ. Cung hoàng đạo là xử nữ. Về trình độ thì Vân xuất phát là tính sư điện tử viễn thông. Sau đó thì Vân có học thêm một cái văn bằng nữa là cử nhân quản trị kinh doanh. Và nói thật là khi mà Vân học xong hai cái bằng này thì Vân cũng chẳng biết để làm gì cả. Khi mà đến với cả Cao Thay thì Vân cảm thấy rằng là may quá Vân đã học cái văn bằng 2 ạ. Phải nói là như vậy ạ. Và Vân thì bán thân cho Cao Thay vào ngày 26 tháng 11 năm 2014. Và năm nay là năm thứ 5 Vân làm việc tại Cao Thay. Về vị trí hiện tại thì Vân đang là ở vị trí EU CSS tại văn phòng Hà Nội 7. Cái đầu tiên là khi mà Vân muốn chia sẻ với cả nhà về cái mà cái thành tích mà Vân đạt được ngày hôm nay thì nó là một cái sự trải qua rất là khó khăn, nó là một cái hành trình dài. Bởi vì là Vân thì luôn luôn mong muốn chia sẻ được với mọi người nhiều hơn về bảo hiểm nhân thọ. Nhưng mà nếu như mà Vân sẽ chỉ đi bán mà Vân không làm thêm phần, Vân không làm cái gọi là cái sức lan tỏa thì nó rất là khó để mà chúng ta mang được về những cái doanh số tốt. Chính vì vậy mà đầu tiên cũng phải nói đầu tiên đó là Vân học cách kể chuyện ạ. Bởi vì Vân là một người mà không có cái may mắn thiên phú nhiều như mọi người ạ. Đến với cả Cao Thay thì vấp ngã liên tục ạ, thất bại liên tục ạ. Thế nhưng mà Vân chỉ được có một cái thôi, đó là sự kiên trì và nỗ lực ạ. Thật sự là cái lúc mà mình nản nhất, có những lúc nản nhất muốn bỏ cả công việc này luôn. Thế nhưng mà rồi lại đến một lúc mình lại hỏi lại là mình tại sao mình bắt đầu công việc này. Thì đấy là cái mà Vân muốn chia sẻ với cả nhà. Tiếp theo nữa, nó là một cái chặng đường mà hình thành cái quan niệm bảo hiểm như thế nào cho nó đúng đắn. Vân thì hướng tới một cái mục tiêu là làm thế nào để mình có được doanh số sạch. Bởi vì với Vân nếu như mà không có doanh số sạch thì cái chặng đường phía trước nó rất là gian nan, nó rất là khó. Nó liên quan đến nếu như mà chúng ta không có được doanh số sạch thì làm sao mà chúng ta có thể có được cái tỷ lệ duy trì hợp đồng tốt, và những năm sau nguồn khách hàng có thể nở ra từ đâu đây. Thế thì đấy là cái mà Vân thực sự là rất là trăn trở trong cái quá trình mà làm nghề. Tiếp theo nữa thì Vân lại mắc phải một cái nữa là khi đi ra thị trường, đó là việc so sánh giữa các công ty bảo hiểm nhân thọ với nhau. Cái điều này là cái điều mà Vân nghĩ là bất cứ một cái bạn tư vấn nào cũng gặp phải. Và Vân thì có một cái mục tiêu này, là làm thế nào để khi mà khách hàng người ta gặp mình thì người ta không đi gặp tư vấn của công ty khác nữa. Cái đấy là cái mà trăn trở vô cùng, và Vân cũng phải mất một quãng thời gian tương đối dài để xử lý được vấn đề này. Để làm thế nào khi mà người ta gặp mình là người ta hiểu được rằng là 18 công ty bảo hiểm nhân thọ chúng ta đang cùng kinh doanh một sản phẩm, đó là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, nó không có sự khác biệt. Thì đấy là cái mà Vân làm. Chính vì vậy mà Vân nghĩ đến cộng đồng. Vân nghĩ đến cộng đồng thay vì là cái việc mà Vân đi bán từng sản phẩm một. Thì Vân thấy rằng là khi mà làm cộng đồng thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Vậy thì cái đầu tiên mà Vân nói đấy là muốn khách hàng được mở. Vân chia sẻ trong những cái chuyến đi của gia đình Vân thì có một cái may mắn, đó là Vân đã đưa được ông xã của Vân đến với cả Cao Thay Live. Và ngày hôm nay Vân xin giới thiệu MC chương trình ngày hôm nay chính là ông xã của Vân ạ. Có một điều hôm nay Vân là hạnh phúc, Vân thật sự là hạnh phúc, bởi vì cái quá trình đến đây là sự trưởng thành của cả hai vợ chồng, chứ không phải là bởi vì khi mà chồng Vân thật sự là người đã phải gọi là động viên Vân hãy làm bảo hiểm nhân thọ đi. Bởi vì Vân đến với Cao Thay lần này là lần thứ 3, không phải là lần đầu tiên nữa. Cho nên là đến lần thứ 3 thì chồng Vân là người động viên Vân rằng là anh nghĩ là em chỉ hợp với cái nghề này thôi. Thế nhưng mà khi mà Vân bắt đầu cái công việc này thì chồng Vân lại vô cùng cản trở ạ. Vân đi gặp khách hàng, chồng Vân cũng đại loại là cũng không thích. Hay là đi làm về muộn, chồng Vân cũng không có thích. Thế là bây giờ chỉ có thể là mang đến đây thôi. Khi mà... Vâng ạ, thật sự là khi mà chồng mình mà hiểu được thì Vân thấy rằng là nếu như mà chúng ta chinh phục khách hàng khó quá thì cái người đầu tiên mà chúng ta chinh phục được phải là chồng mình. Bởi vì chỉ có chồng mình đồng thuận thì mình mới có thể làm cái công việc này mà không bị cản trở. Chúng ta, bao nhiêu người khi mà bắt đầu công việc này bị vợ, bị chồng mình
phẩm ạ. Cho bác xin xem cái tay của mọi người đi ạ. Rẻ tiền hơn. Vâng ạ, một lời khuyên dành cho tất cả những người mà đã bị gia đình cản trở, đó là làm thế nào để cho người ta yêu công việc này giống như mình. Được, được không ạ? Vậy thì vợ chồng Vân thì có một cái gọi là có một cái thú vui là đi chơi. Và Vân thấy một điều rằng là khi mà Vân nỗ lực làm việc ấy thì nó sẽ sinh ra một cái năng lượng rất là xấu, đó là stress. Bởi vì là mình không tìm được cái lối thoát. Nếu như mà mình cứ nghĩ mãi mà nó không ra ấy, thì chắc chắn là Vân bỏ hết mọi thứ Vân đi chơi. Và đây là những cái chuyến đi của Vân ạ. Và rồi Vân phát hiện ra rằng những chuyến đi này mang lại cho mình những doanh số rất là đẹp. Phải nói thật là như vậy. Khi mà cái cách mà Vân làm quen với họ như thế nào thì thật sự Vân không hề, thậm chí ạ, trong chuyến đi chơi ạ, mọi người cũng không hề biết là Vân làm nghề gì luôn. Kết bạn Facebook với nhau, họ cũng không biết là Vân làm nghề gì cho đến lúc mà họ chia sẻ. Tức là đến khi mà mình follow họ và họ cũng follow mình, thì lúc đấy họ biết mình làm bảo hiểm nhân thọ. Và dần dần ạ, doanh số đến một cách cực kỳ tự nhiên. Cái đấy là cái mà Vân muốn chia sẻ với cả mọi người. Bởi vì Vân thấy là khi mà mình đi chia sẻ thì cái sự từ chối đến nhiều quá. Và khi mà Vân đến với công việc này ấy, thì Vân được nghe thấy cái chia sẻ đầu tiên đó là Vân nghe SD trưởng chia sẻ ạ, đó là bán mà không bán, tuyển mà không tuyển. Vậy thì cái điểm mấu chốt của nó là cái gì, ở đâu? Thế lúc đấy là hành hạ đầu óc của mình, hành hạ tư duy của mình là vậy thì nếu bán mà không bán thì mình chỉ có thể là nghệ thuật kể chuyện và thu hút mà thôi. Tuyển mà không tuyển thì cũng chỉ là một cái nghệ thuật mà mình buộc làm thế nào để thu hút được người mà thôi. Thì cái đấy là cái mà trong suốt mấy năm trời Vân phải rèn luyện cho mình được cái điều đó. Cứ mỗi lần hàm hỏng lại đứng lên, làm hỏng lại đứng lên. Bởi vì là nếu như mà mình gặp phải khó khăn thì có nghĩa là mình sẵn làm sai ở chỗ nào đó mất rồi. Khi mà mình gặp phải khó khăn thì có nghĩa là mình làm chưa đúng mất rồi. Thì cái đấy là cái quan niệm làm việc của Vân. Trong những cái chuyến đi như thế này thì thật sự là họ đã trở thành những người bạn của Vân. Và cho đến ví dụ như là cách đây vài hôm thì một chị ở trong nhóm này có nói với Vân là Vân ơi, dỗ tổ đi chơi đâu chưa, bọn mình lại đi chơi đi. Và cái nhóm này đi chơi với Vân cho đến giờ là khoảng 2 năm, có nghĩa là cứ chuyến đi ở đâu là mọi người lại rủ nhau đi. Và những đứa trẻ phải nói là rất là yêu, bởi vì chúng nó bảo là chúng nó nhớ nhau. Và chúng nếu mà rủ chúng nó đi chơi thì chúng nó sẽ hỏi là có đi chơi với có cái bạn này hay có cái bạn kia không. Thì đấy là cái mà Vân cảm thấy rằng là doanh số đến tự nhiên từ cái nguồn này. Và Vân đã ký được những cái hợp đồng từ cái nguồn này rất là tốt ạ. Và tiếp theo nữa, cái nguồn khách hàng cực kỳ quan trọng, đó là khách hàng cũ. Vân muốn chia sẻ ngay từ đầu rồi đúng không ạ? Làm thế nào để có doanh số sạch? Bởi vì có doanh số sạch thì sẽ có nguồn khách hàng. Vân thì tính từ đầu năm đến giờ thì Vân không có đi sale, mà đa phần là doanh số đến từ khách hàng của Vân giới thiệu. Rồi khách hàng từ những chuyến đi người ta liên hệ với mình để có thể ký những hợp đồng này. Cho nên toàn bộ doanh số trong quý 1 của Vân thì Vân không có trực tiếp sale, mà phải nói rằng là 2 năm nay khoảng 2 năm nay thì Vân không phải sale trực tiếp nữa. Có nghĩa là mình phải đi chia sẻ, Vân không phải làm việc đó nữa. Và Vân chỉ chăm sóc tốt cái nguồn khách hàng của mình thôi thì đã nở khách rồi. Tiếp theo nữa, cho đến bây giờ là khoảng 6 tháng Vân livestream trên trang cá nhân của mình. Khi mà Vân livestream trên trang cá nhân của mình ý, thì mọi người đã bắt đầu có một cái thói quen, đó là biết rằng là giờ nào Vân livestream. Thực sự 21 giờ ngày thứ 3 hàng tuần Vân chia sẻ trực tiếp trên trang cá nhân của mình. Đó là một lượng thu hút rất là lớn. Và khi mà Vân đến với công việc này thì bắt đầu công việc này thì Vân đã có một cái mục tiêu là làm thế nào để cho mọi người nghĩ đến Vân là nghĩ đến bảo hiểm. Thực sự lúc đấy rất là nhiều người nói rằng là Vân ngông cuồng. Rất nhiều người nghĩ đến như vậy, nhưng mà thực sự là nếu mình không làm cái việc đó thì mình rất là vất vả khi làm cái công việc này. Khi mà Vân chia sẻ những cái bài viết về bảo hiểm hay thời gian đầu tiên về sản phẩm trên trang cá nhân ý, thì Vân phát hiện ra một điều rằng là khách hàng người ta không có follow mình, thậm chí là mình mất luôn cả cái lượt theo dõi luôn từ phía những người bạn của mình ở trên trang cá nhân. Và càng chia sẻ về bảo hiểm thì cái lượng tương tác trên trang cá nhân của mình nó càng kém. Thì đấy là cái mà Vân nhận thấy. Vân không biết về sản phẩm thì cả mấy năm nay rồi, Vân chỉ chia sẻ về quan niệm bảo hiểm. Sau khi mà chia sẻ về quan niệm bảo hiểm thì Vân có một cái lượng follow rất là tốt từ các tư vấn công ty bảo hiểm bạn. Thật sự là như vậy. Và tiếp theo đó nữa là những cái người khách hàng của mình cũng follow ở trên những cái bài viết đó của mình. Và dần dần thì trang cá nhân của Vân nó hóa thành trang về gia đình Vân nhiều hơn ạ. Mọi người thích cái cách sống của gia đình Vân nhiều hơn. Và Vân cái lượng tương tác ở trên trang cá nhân của Vân bây giờ rất là vui vẻ, và gần như là mọi người ha ha hô hô trên trang cá nhân.
cá nhân của con nhiều hơn là những cái gì mà nó liên quan đến triết lý quá, thì thật sự là rất là khó để thu hút người trên trang cá nhân của mình. Đấy là cái mà sau đó thì thời gian vừa qua, 6 tháng qua thì chia sẻ với cả nhà là cho đến bây giờ thì Vân đã có 3 lớp kỹ năng ở trên trang cá nhân của Vân rồi. Và các bạn thì học viên của Vân thì đến từ rất nhiều công ty bảo hiểm khác nhau. Và khi mà Vân đào tạo cho họ thì họ hiểu một điều rằng bảo hiểm giống nhau và Vân có một cái cộng đồng nho nhỏ và Vân đang muốn là phát triển cái cộng đồng đấy lớn hơn. Bởi vì Vân thì thích đi chơi, cho nên là cái việc là nếu như Vân có một cái cộng đồng lớn trên toàn quốc ấy, đồng nghĩa với việc là Vân đi đến đâu thì Vân sẽ có bạn đến đấy. Thì đấy là cũng là một cái thú vui của Vân ạ. Chính vì vậy mà bây giờ thì Vân có học viên đến từ Manulife, Daiichi, FWD, rồi Satellite, các bạn ở tỉnh cũng là học viên của Vân tương đối nhiều. Hay là January, đại loại là Vân có rất là nhiều học viên đến từ các công ty khác nhau ạ. Tiếp theo nữa là một nguồn gọi là nguồn SC. Nói thật rằng là nguồn này là cái nguồn mà Vân cảm thấy là chăn trở nhất, vất vả nhất. Cho đến bây giờ nếu như mà SC hiệu quả thì có lẽ là Vân chỉ có một SC hiệu quả thôi. Và cái quý 1 này bạn ấy mang về doanh số cho Vân tương đối tốt ạ. Nếu như mà và Vân làm thế nào để có thể đào tạo bạn SC này thì thật sự là Vân muốn biến cái thu nhập đến từ bảo hiểm của bạn ấy dần dần để Vân tuyển dụng bạn ấy. Bởi vì thật sự là bạn SC này là người mà là khách hàng của Vân 4 năm qua. Khi đó thì Vân hoạt động nào Vân cũng mời bạn ấy, bởi vì Vân hướng tới là Vân tuyển dụng bạn ấy. Rồi dần dần đến một ngày bạn ấy mở lời với Vân rằng em có thể làm công việc này của chị được không? Thế sau đó thì bạn ấy đến, và khi mà bạn ấy đến bạn ấy học ấy thì Vân thật sự là trong thời gian vừa qua Vân bỏ hoàn toàn sáng ngày thứ bảy của Vân để đào tạo dành cho bạn hai việc, và thậm chí là kể cả là tư vấn đến công ty khác. Bởi vì sao ạ? Vân có một cái thế này ạ. Nếu như tư vấn của công ty khác mà người ta phải tìm đến mình để người ta xin học thì có nghĩa rằng là họ không được hỗ trợ tốt, và thực sự là tương lai đây cũng là một nguồn tuyển dụng rất là tốt. Họ đi theo mình chứ mình không có tuyển họ. Cái đấy là cái mà Vân nhận thấy những cái lỗ hổng ở trên thị trường bảo hiểm. Nguồn CI, Vân có một nguồn CI cũng tương đối tốt ạ. Nguồn CI này thì đều là những khách hàng của Vân, những khách hàng đã lâu năm của Vân rồi, và họ chia sẻ một cách rất là tự nhiên. Và Vân có những người CI thì người ta nói luôn với Vân rằng là nếu như mà giới thiệu khách hàng cho Vân thì họ được cái gì. Thế nên Vân cũng chia sẻ luôn các bạn ấy là này, bạn bè người thân nhiều lắm sẽ tham gia bảo hiểm, và nếu như mà bà là người mà có một cái người tư vấn tốt mà không giới thiệu ấy, thì bạn bè người thân người ta sẽ ký phải cái người không tốt, thì cái đấy là lỗi của bà. Thật sự Vân dùng lời thoại như thế để chia sẻ với CI của mình, và bạn ấy sẽ phải giới thiệu khách cho Vân cảnh miễn phí không được tính công. Thế đấy là cái mà Vân đã làm ạ. Và cái nguồn mà SC thay đổi công việc, cái nguồn này là nguồn mà mình không muốn một chút nào. Thế nhưng mà không thể nói được rằng là 100% người ta đến với mình thì người ta có thể làm được công việc này. Chỉ có một cách, đó là làm thế nào để giữ lại những cái khách hàng đấy. Thật sự là có những khách hàng mà phải mất 2 năm trời Vân mới có thể tiếp xúc được với họ. Nhưng khi mà họ tiếp xúc được với mình rồi thì Vân thấy là thoải mái hơn rất là nhiều. Nhiều người thì thấy rằng là thường thì chúng ta đi gặp khách hàng rất hay hỏi chúng ta một câu là lỡ như mà em nghỉ việc hay chị nghỉ việc thì ai sẽ chăm sóc hợp đồng đúng không ạ? Thế nhưng mà đến khi mà xảy ra chuyện đó thì khách hàng của chúng ta lại cực kỳ là mâu thuẫn, đó là họ không muốn gặp ai cả. Vậy thì làm thế nào được để gặp được họ? Thì thậm chí có những người rất là dễ, có những người thì khó, rất khó, phải mất mấy năm mới gặp lại được. Nhưng mà thường những người khách hàng đấy lại là người mà tạo dựng cho Vân nguồn khách hàng mới. Thì đây, cái nguồn này cũng là nguồn mà Vân muốn rằng là trong tương lai Vân sẽ trao tặng lại đến cho những người ứng viên mới, những cái đại lý mới của Vân. Bởi vì là mình sẽ không thể có thời gian để chăm sóc hết những cái nguồn khách như thế này được. Cho nên là đối với cả đại lý mới thì trao cho họ cái cơ hội chăm sóc khách hàng, thì có nghĩa là trao cho họ cái cơ hội để tạo dựng nguồn khách hàng. Thì đấy là cái mà Vân thì thực sự là Vân biết là rất là nhiều người thì không thích đọc sách. Thế nhưng mà Vân từ lúc mà đến giờ, tính từ khi là Vân làm một đồng ép đồng ta thay đến giờ, thì Vân nghĩ rằng là cái việc mà Vân duy trì kinh doanh thì tương đối là ổn định, không có khó khăn gì cả. Và Vân phải cực kỳ may mắn khi mà Vân cái trong cái khóa đào tạo đồng ép của Vân thì Vân chia sẻ với cả nhà một cái đầu sách, đó là kết thúc bán hàng đó quyết định. Vân nghĩ là thời điểm này thì đã có sách bán trên thị trường rồi. Cái lúc đó Vân được tiếp cận với cuốn sách này thì thậm chí là phải đi photo để đọc, bởi vì cái cuốn sách này lúc đấy không tái bản. Thực sự là nó rất là hay. Và khi mà Vân trao cho cái người SC của Vân ấy, Vân nói rằng là em đọc đi, nó sẽ giúp cho em trong cái việc bán hàng đấy. Và thậm chí là bạn ấy đã vận dụng được cái cuốn sách này để bạn ấy chốt được khách hàng thành công. Và khi mà bạn ấy chia sẻ cho Vân thì Vân rất là vui. Chính vì vậy mà cái đầu sách này thì Vân muốn chia sẻ với bạn nhà. Chúng ta nếu như mà chúng ta có thể đọc sách thì chúng ta đã rút ngắn cái con đường thành công lại rất là nhiều.
Tiếp theo nữa ạ, một cái đầu sách nữa mà đây là thực sự là một món quà đến từ khách hàng của Vân. Đây là một cái người khách hàng mà người ta khi mà họ theo dõi Vân phải hơn một năm, bắt đầu là người ta mới hỏi Vân đến bảo hiểm. Nhưng cái ngày mà Vân đi ký hợp đồng với cái bạn này ấy, thì là bạn ấy lại là người chuẩn bị quà cho Vân một quyển sách cũ của bạn ấy thôi. Nhưng mà phải nói rằng nó được mang lại cho Vân thời gian đầu tiên Vân không hề đọc nó, Vân để một chỗ và Vân không hề đọc nó. Nhưng mà đến một lúc Vân dở nó ra và khi mà Vân đọc nó thì Vân phát hiện ra rằng đây chính là cái quyển sách mà giúp cho những cái bạn tư vấn trong nghề nghiệp của chúng ta có thể mở nguồn khách hàng rất là tốt. Đây thực sự là một quyển sách kết nối. Và làm thế nào để chúng ta có thể kết nối để ra được nguồn khách hàng, ra được nguồn bạn, thì ở cái quyển sách này người ta sẽ chỉ cho chúng ta rất là nhiều. Thì xin giới thiệu với cả nhà một cái đầu sách nữa, đó là Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình. Đây là quyển sách nó đã rất là cũ rồi, cho nên là nếu như bây giờ chúng ta mua thì nó sẽ là lượt tái bản mới. Một đầu sách cuối cùng mà Vân muốn chia sẻ với cả nhà thì đó là một cái quyển sách là đó là Người Dám Cho Đi. Đây là một quyển sách mà Vân thấy rằng là nếu như mà mình biết một cái gì đó mà mình không lan tỏa nó thì có nghĩa rằng là mình đang chưa phải là người tạo giá trị sống. Và thêm nữa, đa phần chúng ta ở trong nghề này, tất cả những người làm sale đều nghĩ là làm thế nào để cho mình doanh số, làm thế nào để tháng này mình có thật nhiều doanh số. Nhưng Vân lại bắt đầu nghĩ ra những thứ khác, đó là mình liệu rằng có phải là người tạo giá trị cho xã hội hay không, liệu rằng mình có phải là người tạo giá trị cho cộng đồng hay không, liệu rằng mình có phải là người tạo giá trị và bảo vệ cho uy tín của công ty Catalyze nơi mà mình đang đồng hành hay không. Thì cái này là cái mà Vân muốn hơn. Chính vì vậy mà khi mà Vân đào tạo học viên của mình, Vân đều hỏi các bạn có yêu Manulife không, có yêu Dai Chi không, các bạn có yêu Catalyze không? Bởi vì nếu như các bạn không yêu, các bạn không thể làm được. Bởi vì nếu như đó là tình yêu của bạn rồi thì bạn làm gì để có thể phát triển cái mối lương duyên này để có thể đồng hành lâu dài được. Bởi vì nếu như những cái công việc khác mà chúng ta làm ấy thì đó là cái việc mà ông chủ có thể sa thải chúng ta bất cứ khi nào, nhưng đây lại là một cái công việc mà chỉ có bản thân chúng ta sa thải chúng ta mà thôi. Chính vì vậy mà muốn làm lâu dài hay không, 5 năm, 10 năm, 15 hay 20 năm đối với cả công việc này là do bản thân chúng ta có muốn hay không mà thôi, có tìm cách hay không mà thôi. Thì cái này cũng là cái mà Vân muốn chia sẻ. Thực ra đây là một cái gợi mở đồ sách từ khách hàng của Catalyze. Đây là khách hàng của em Vũ Hương ạ. Lúc trước Vân đã từng đi FOD cho em Vũ Hương. Và Vân thì có kết bạn Facebook với cả bạn ấy. Chính vì vậy mà hai chị em có follow nhau. Khi bạn ấy chia sẻ cái đầu sách này trên trang cá nhân thì Vân đã mua nó. Thì Vân cảm thấy là nó quá tuyệt vời, nó quá quá hữu ích cho người của chúng ta. Thì đây là ba cái đồ sách mà Vân muốn chia sẻ với cả nhà, đúng không ạ? Và ngày hôm nay rất là cảm ơn các anh chị, cảm ơn tất cả chúng ta đã cùng lắng nghe Vân chia sẻ một lần nữa. Được cùng văn phòng với cả QM Vinh Vân thực sự đã được chứng kiến rất nhiều những khó khăn, những vất vả và đôi lúc là những giọt nước mắt, đúng không ạ? Để có thể bước đến thành công, chắc chắn rằng QM Vân đã gặp rất nhiều khó khăn và quan trọng nhất để đến được thành công ngày hôm nay đó chính là sự kiên trì cũng như tình yêu nghề của QM Vinh Vân.